mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Dạ, em kính chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn Nam bên kia và tất cả khán giả tại trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Phi. Cái gì Phi? Trần Thị Phi ạ. Thị Phi. Thị dạ. Phi hả? À. Nghe tên nó. Dạ, nó rất là ấn tượng ạ. Ấn tượng. Ấn tượng. Dạ. Em năm nay 30 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Định. Thì hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì Thị Phi? Dạ, em là nhân viên ISO. Tuy nhiên thì hiện tại em đang muốn chuyển hướng sang kinh doanh. ISO là 9001 của em hả? Dạ đúng rồi anh Quyền Linh ạ. Rồi mời bạn trai. Dạ em chào anh Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, chào bạn nữ ở bên cạnh. Cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vinh Quang. Hả? Hôm nay. Cái gì? Vinh Quang hả? Dạ. Bên kia Thị Phi. Vinh Quang, Vinh Quang. Sao đi chung với Thị Phi? Cặp này, cặp này nó ngược ngược. Vinh Quang, nhiêu tuổi rồi? Em năm nay em 30 tuổi. 30. Em sinh ra và lớn lên thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bảo trì máy may. Rồi, mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh hay điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em thì em là người cá tính mạnh mẽ, sống rất là có trách nhiệm, rất là hay lo cho người khác. Nên đôi khi sao nhãng bản thân, thì cái đó cũng là điểm yếu của em. Bạn trai, mình Vinh Quang, em có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em thì em hòa đồng vui vẻ lắm chị. Rồi em tự lập từ lúc nhỏ á, nên những cái việc trong gia đình như là lau dọn rồi rửa chén này nọ em làm được hết chị. Giỏi vậy ta. Em có một cái khuyết điểm nào không? Khuyết điểm của em thì em ít nói lắm. Em cũng không biết nhậu nữa. Không biết nhậu tốt nhiều chứ. Tốt chứ khuyết điểm dạ gì? Không, nhưng mà em thấy nhiều khi trong những cuộc vui mà có bia rượu này kia mình cũng phải có chút xíu nào đó. Mình bạn nó la mà đúng không? Dạ. Tình trường thì sao? Hai bạn trải qua mấy mối tình rồi? Vì em thì trước giờ em trải qua một mối tình. Thì em quen nhau chắc được cũng hơn 2 năm. Thì lúc đó em còn sinh viên. Sau này một thời gian thì em quen thì cảm thấy không hợp nữa. Thì tụi em chia tay cũng 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Dạ. 5 năm nay một mình lẻ bóng vậy đó. Dạ. Bạn trai thì được mấy mối tình rồi cơ Vinh Quang? Dạ em mối tình chính thức thì chỉ có một thôi chị. Quen bao lâu rồi sao chia tay? Dạ mối tình đầu tiên của em thì quen được gần 3 năm. Thì hồi đó em quen lúc em còn nhỏ lắm. Hai đứa không có hoạch định được cái tương lai đó là sao. Rồi thời còn trẻ thì nhiều khi cãi nhau rồi không có hợp nhau này kia rồi đâm ra chia tay. Cái lúc còn trẻ đó đúng không? Dạ. Còn giờ thì cũng chưa có mối tình nào sâu sắc lắm hả? Dạ chưa. Nói chung là cả hai đều trải qua những cái mối tình đó rất là lâu rồi. Thì bây giờ hiện tại nè, thời điểm này là mình thật sự mong muốn là lập gia đình chưa? Dạ, em cũng lớn tuổi rồi ạ. Thì nếu mà được thì khi bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Trong khoảng 1 năm là được rồi chị ạ. 1 năm. Dạ. Bây giờ em suy nghĩ về cái người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào? Thì em thì cũng đặt ra khá là nhiều. Nhưng mà về chốt lại thì em ngoại hình á, thì em cũng chỉ cần một người cao khoảng 1m6 trở lên là được, tóc thẳng. Tại vì tóc xoăn thì em không có thích lắm. Tại vì em cũng nghe cũng một vài điều về những người có mái tóc xoăn. Những người đàn ông thì em cũng hơi ngại. Thì mình kiên kỵ một xíu ngại? À em nói tóc xoăn sao ngại, em nói nghe coi ngại gì. Theo em được biết á, thì tóc xoăn là không có trung thủy lắm ạ. Ơi, bậy, nói bậy. Nhiều người tóc xoăn đã sống tới răng long đầu trọc lóc luôn đó em. Rồi còn gì nữa không? Cái gì không thích nữa không? Không thích là bạn Nam hút thuốc. À bên đây có hút thuốc không? Không có nhậu mà có hút thuốc không cơ? Anh không có hút thuốc rồi em ơi. Trời hay dạ, quá. Anh hút thuốc là được ạ. Em thì làm về ISO nên về nghiệp vụ thì em cũng mắc về một bệnh nghề nghiệp. Đó là những cái tiêu chuẩn, những cái chất lượng. Nên ở đây em cũng đưa ra một cái bản gọi là bản chứng nhận dành cho anh chồng đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Dạ. Nó chỉ là góp vui thêm thôi để nó sẽ gom góp lại những cái ý mà em muốn nói từ nãy giờ thôi chứ cũng không có gì. Đưa bản chứng nhận. Sao chứng nhận ISO của ông chồng đâu? Dạ. Rồi, đưa bên kia kiểm tra, đưa bên kia kiểm tra. Đàn ông mà có ISO nữa. 9001. Giấy chứng nhận phải, nếu là người chồng hoàn hảo thì phải đạt những tiêu chí sau đây. Chất lượng tiêu chuẩn ISO 59001, điều khoản 1, chọn chồng quyết chọn cho tròn, biết yêu quý vợ, con hơn thân mình. Điều thứ 2, chọn chồng nhất định biết điều, kính trên, nhường dưới, vui tươi, thuận hòa. Điều thứ 3, chọn chồng vốn tính siêng năng, biết ham học hỏi hơn bằng người ta. Điều khoản 4, thu nhập ổn định cả nhà. Và điều tiên quyết, la cà phải không?
Điều khoản 5, chồng em vốn tính hoa hồng, sở thích đèo bồng, cần được tránh xa. Điều thứ 6, nếu mà đã biết vị tha thì chàng còn phải biết xa biết gần. Điều thứ 7, thuốc lá chi hại lấy thân, chồng yêu chồng tránh cho vừa lòng vui. Điều khoản thứ 8, chàng không tính toán lăng nhăng để vợ không phải băn khoăn muộn phiền. Điều khoản thứ 9, chọn chồng học thức có nhiều để mà san sẻ những điều vợ lo. Điều thứ 10, chồng quá ngoan, nói ít làm nhiều, đừng đi hứa hẹn bao điều rồi xong. Đó là 10 điều khoản ISO 9001. Sao? Vậy bên đó nghiên cứu đi. Em có hết 10 điều khoản này không? Chắc không rồi. Em thấy là em được 9 rồi anh. Ôi, 9 rồi, à? Quá quá, ở đâu mà 9 dữ vậy? Còn chị, cái điều nào mà em chưa chị được? Chị Cát Tường xem giùm em. Chị nha, có, chị em xem. Là không học nhiều anh. Em học chỉ đến 12 thôi. À, không học nhiều đúng không? Dạ. Rồi, anh này có 9 điều. Còn tôi, thôi tôi không nói đâu. Một điều. Tôi chắc có 1 điều quá. Bây giờ được mấy trên mấy là vô vòng chung kết xếp hạng? Khoảng 6-7 là được. 6-7 là được đúng không? Dạ. Chào trời em. Ơi. Nãy giờ chị chưa có nghe cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích một người truyền thống. Về ngoại hình? Về ngoại hình thì nữ tính, tóc dài. À, nếu như được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân? Dạ được thì khoảng 1 năm vậy. Mình đang sống với ai em? Dạ em sống với mẹ em. Nghĩa là mình về làm dâu đúng không em? Dạ em muốn một người phụ nữ có thể về làm dâu được. Rồi, để chị hỏi bạn gái coi dạ. Ý bạn sao nha. Mình làm dâu được không cưng? Dạ, được chị ạ. Về những điều mà bạn nam vừa nói thì em có thể đạt được hết á. Tốt, hai dạ. bên nào không tự tin. Cái này một lát nữa khi nào mà kéo hàng rào ra em kiểm tra, nếu được thì em cấp cho ảnh dạ. nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi là có thầy em, có cô và có chị họ. Thầy là thầy dạy tiếng Nhật, em đi học thêm tiếng Nhật. Rồi, xin chào chị. Em chào chương trình, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, hai người chị. Idol của em. Cảm ơn chị. Em chào khán giả ở đường quay, chào bạn Nam. Chị thấy bạn Nam này rất là hiền, phi ơi, đẹp trai nữa. Tóc thì không biết xăng hay không nữa. Chị thấy được không? Cặp đôi này được không? Em thấy được rồi đó. Ủng hộ không? Rất là hợp nhau. Phi ơi, nên bấm em ơi. Rồi, cảm ơn chị. Cho em thêm ý kiến của thầy đi ạ. Dạ, xin chào anh Linh nhì, chị Tường. Dạ. Chào mọi người. Mình là tên là Ishida Tatsuki, thầy dạy tiếng Nhật của Phi. Dạ. Hôm nay gặp bạn Nam, Phi nhờ lại coi mắt. Mình hôm nay mình nói thẳng ra là bạn này nói thật là không có đẹp trai. Nhưng mà quan linh cảm của mình là rất là tốt. Dạ. Rất là hiền và cũng lo được gia đình. Ok, ok Phi. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ thì chúng ta tham khảo ý kiến của mẹ em xem sao nha. Dạ, tôi xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ, chào cô. Tôi là mẹ của Quang. Dạ. Bữa nay con tới đây thì tôi rất là vui. Quang thì ở nhà rất là hiền và ngoan thật thà. Dạ. Mà thấy cháu gái bên đây thì rất là chắc cũng bản tính cũng phù hợp với cháu Quang đó. Thấy cháu cũng hiền lành, dễ thương. Tôi cũng mong rằng hai cháu tìm hiểu với nhau nhanh chóng và dẫn tới kết hôn để tôi mau chóng có con dâu. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp mặt nhau nha. Mở rào. Lần đầu gặp anh có đó không? Dạ, cảm ơn anh ạ. Thì em nghe anh nói là anh có thể đạt được 9 điều trên 10 điều này. Thì em cũng rất là vui. Anh là không hút thuốc lá. Anh không hút thuốc không nhậu. À, không hút thuốc không nhậu. Vậy thì anh chỉ có được tóc anh nó quăng. À, tóc anh nó quăng. Thì mình có quăng nhiều không anh? Nếu như anh hớt ngắn á. Không quăng ha. Thấy nó gọn gàng, còn để dài thì nó có quăng. À, dạ. Chủ yếu là tính tình của mình không lăng nhăng, không này nọ thôi. Chứ còn ví dụ như anh không nhậu thì mình ra ngoài mình sẽ giao tiếp với bạn bè như thế nào? Thường thì giống như anh đi đám cưới hoặc là tiệc tùng này nọ thì anh uống nước ngọt mà, hoặc là anh uống nước lọc. Tội nghiệp nhỏ quá, trong hội cùng quá. Dạ thì em ở đây thì trước mắt thì em sẽ gửi cho anh cái chứng nhận này. Thì coi như là em đã test và đã hoàn thiện về anh. Thì sau này mình còn thời gian thì mình có thể là sẽ có cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn. Mừng quá rồi nè. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện đi. Cảm nhận về cô gái thế nào? Anh thấy em rất là xinh. Thì hôm nay đến đây anh cũng có chuẩn bị một bài hát anh tặng em.
Dạ. Nếu như được thì anh sẽ hát cho em nghe. Dạ. Vì con tim anh yêu em đến sẽ không cần phải hứa đâu em. Dù cho bao nhiêu phong ba chia tình ta cách xa, vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao, vẫn luôn nguyện cầu cho đời có nhau. Dạ. Anh nghĩ mình đã vượt qua rất nhiều hồ sơ để có thể ngồi với nhau đối diện ở trên đây. Gặp nhau cũng là có duyên. Thì anh nghĩ mình cũng nên cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu kỹ hơn. Dạ, thì em cũng có rất là nhiều điều muốn nói, nhưng mà có thể là lên đây kia là bị khớp nên là sẽ không nói được nhiều. Nhưng mà em cũng chỉ muốn nói ngắn gọn là chúng ta đã lên đây đã là một cái duyên rồi, thì hãy tận dụng những cái cơ hội để cho cái duyên đó nó có thể phát triển được. Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là xinh, mà không biết em có biết sơ cứu làm gì anh? Sơ cứu em. Sơ cứu hả? Dạ cái đó thì em chưa làm bao giờ. Dạ chắc là không có giỏi lắm. Nghiên cứu tỏ tình hỏi sơ cứu chi vậy? Dạ. Không, em sắp bị anh sắp bị chết đuối trong đôi mắt của em. Trời ơi. Rồi hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi. Để tay nút bấm đi em trai. Bây giờ chúng ta đã trò chuyện với nhau rồi. Đã đến lúc chúng ta phải quyết định xem cái nút màu đỏ hay là màu xanh. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Kiểm tra lại. 2 3. Hết thời gian. Tôi chưa đếm mà ông bấm rồi. Rồi. À, đây là cuốn sách mà em anh thấy rất là hay tặng anh. Nắm tay nhau đi hai bạn. Và như vậy là các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau nha. Chúng tôi gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim để tạo một không gian lãng mạn nhiều hơn, để các bạn hiểu nhau nhiều hơn. Đây là những chiếc vé cùng đạp Cinemox 212 Lý Chiến Thắng. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Viết Bảo, hôm nay em 29 tuổi. Thì công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do. Em cũng mong là đã từng học trong môi trường đa văn hóa quân đội và cả nhà quân nhà phố. Nhưng mà do một số vấn đề về gia đình cho nên là em không tiếp tục học được trường. Nếu như mà thật sự là đúng thì năm nay em là năm cuối của nhà quân đại học. Em ca sĩ tự do là thường là em sẽ hát ở đâu và thể loại em hát là gì? Dạ thì em đó là chính của em là pop a lot. Đôi khi thì em và dòng nhạc chính thì đôi khi thì em có sử dụng một số ca khúc vui tươi hơn để thay đổi cung tiếng. Thường là bây giờ là em thường đi hát ở đâu thì dạ hiện tại thì em đi diễn rất thường hơn họ sẽ đi quán cà phê và phòng trà cũng có. Ok, vậy thì là Bảo thể hiện một cái ca khúc nào đó mà em thích nhất đi, ấn tượng nhất của em đi. Vậy em sẽ gửi đến mọi người một ca khúc, một đoạn trong ca khúc Tương Ngọc Lan của Như Sĩ Hoàng. Góc phố nơi anh cây ngọc lan xòa bóng lá và người hát ngã bám với em ngày cuối thu buồn chờ em bao lâu trong mong nắng non mà chẳng thấy em. Từ ngày nào anh mới quen em vượt cây ngọc lan xa bóng mai và vẫn ngang thơ nơi ta đã hẹn một nhành lá anh hái cho em để mãi là một chút hương ngày cuối thu sẽ mãi mãi yêu em là thế và sẽ mãi mãi hương ngọc lá còn trong giấc mơ sẽ mãi mãi thương em là thế và sẽ mãi mãi vì trái tim anh đã trao gửi em tình nồng như tháng hương ngọc lan. Rồi nhưng mà rồi là lý do vì sao em lại muốn tham gia chương trình? Dạ em tham gia chương trình là bởi vì có lẽ là
do em dành thời gian cho công việc quá nhiều, đôi lúc thì em cũng quên đi cái việc mà mình cũng phải cần có một nửa còn lại của mình. Và chị thấy bảo là hơi nhẹ nhàng á, là một chút giờ này thì tay em là nhẹ nhàng như vậy như thế nào? Dạ đúng rồi, cái phong cách của em từ xưa giờ rất là nhẹ nhàng. Em không có phải cái kiểu mà dạng mẫu hình tượng mà lúc nào cũng cá tính hay là mạnh mẽ, mà cái kiểu dạng như rất là thấu hiểu cái nửa còn lại. Luôn luôn thì giờ mọi người rất thích chia sẻ với em. Em nghĩ đó là một cái điểm mạnh và cũng là một cái điểm yếu của mình. Đôi khi mọi người chia sẻ với em nhiều quá cho nên nó là hình như quá tải. Làm cho em đôi khi cũng hơi khó xử trong một số trường hợp. Mà có khi nào em bị hiểu nhầm về cái giới tính của mình chưa? Dạ vâng, nếu như nói thì chắc chuyện này là cũng không phải đây là lần đầu, mà có thể là chắc cũng 4-5 năm rồi đó. Vì ngày xưa em rất là mập. Em đã từng đạt số cân nặng là 78kg. Dạ, em chỉ mất khoảng 3 tháng để em xuống còn 61kg. Thì lúc đó thì khi đó thì nhưng mà tính chất công việc của em nữa thì lúc nào cũng phải thay đổi ngoại hình, lúc nào ngoại hình mình cũng phải luôn luôn là tốt nhất khi đứng trước tất cả mọi người. Thì em nghĩ chuyện mọi người hiểu lầm thì cũng là chuyện rất bình thường thôi. Nhưng mà rồi là trước đây là em đã từng tham gia chương trình nào chưa? Dạ thật ra thì trước đây em có tham gia một số chương trình giống như là Giọng Hải Giọng Mai. Nhưng mà khi mà đã quay TVC xong thì có một số trục trặc, cho nên cái tập của em còn bị đứng sống. Thì với lại em cũng không có duyên lắm khi tham gia các cuộc thi. Thì được bước vào một vòng nhưng mà tới cái lúc mà ghi hình lại thì còn một số vấn đề. Cho nên là em cũng không được lên chương trình. Là có tham gia cái show hẹn hò nào chưa em? Dạ, em chắc đây là show đầu tiên của em. Rồi là em đăng ký tham gia chương trình này lâu chưa, hay là ai giới thiệu em hay như thế nào? Dạ thì em được một lời giới thiệu từ anh Nguyễn Vinh. Nguyễn Vinh là anh make up đúng không? Dạ đúng rồi. Ok rồi. Em có đi hát chung với anh Vinh không? Dạ có, em có diễn chung với Vinh được 1-2 show. Rồi ok. Nhưng mà trong anh đi hát nhiều cũng được kết thúc với lại nhiều bạn khác giới á. Trường cũng nhiều bạn nữ đúng không? Mọi thứ mà mình cũng sáng kiểu đẹp trai đó, thì sao mà mình chưa có một mối quan hệ? Dạ thật ra thì từ sau cái lần chia tay cách đây 2015 thì lúc đó thì em nghĩ là em đang cải thiện ngoại hình của mình. Thì lúc đó khi sau cái chia tay bằng nữ xong thì em chia tay cũng có một số cái lý do, thì quan điểm nó hơi nghiêng về phần tôn giáo. Bạn nữ thì bên đạo Thiên Chúa, còn em thì bên đạo Phật, thì cho nên là nó có một số cái quan điểm nó không tương đồng với nhau, cho nên đâm ra là hai đứa dễ bị mâu thuẫn. Và từ đó là cái mối tình cuối cùng của em. Và sau đó khi bắt đầu em quyết tâm cải thiện ngoại hình thì em tập trung vào cái nghề này nhiều hơn. Nhiều khi công việc của em có những lúc thì em rất là rảnh, nhưng mà có những lúc thì thực sự là em bận suốt, không dành nhiều thời gian cho bản thân luôn. Nhiều khi em nghĩ là ngày chưa được có vài tiếng, sau đó tiếp tục đi làm. Nhiều khi những cái lúc mà người ta đi chơi thì lại là lúc mà tụi em, những cái người trong nhà như tụi em thì lại dành thời gian để đi làm. Và đó thì cũng nhiều khi cũng không thể giúp cho mình tốt hơn cho cái việc mà để cải thiện cho một mối quan hệ mới. Bây giờ ca sĩ tự do như thế thì về cái thu nhập của anh ấy thì trung bình một tháng thì như thế nào? Dạ thì cái mức thù lao hiện tại của em thì chắc anh xin phép được không chia sẻ ra. Nhưng mà em nói cái mức trung bình của em thôi, không cần phải thù lao một show cái gì đó. Thì là tầm nếu như ổn định thì mình tầm 10 tháng 10 năm. Còn anh ở thành phố Hồ Chí Minh thì ba mẹ có ở đây luôn? Dạ vâng, ba mẹ em thì đã ly thân rồi. Thì hiện tại em đang sống với ba, là ông bà nội. Ba và ông bà nội là nhà ở bên trái rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ đến với bạn muốn hẹn hò là mình sẽ tìm một bạn gái với nhu cầu hẹn hò, hay là mình đã sẵn sàng tính đến chuyện hôn nhân? Dạ vâng, thì em nghĩ nếu như mà lần này mà nếu như tìm được một cái mục đích đúng cái người mà em đang tìm thì có nghĩa là đây là cái người mà em sẵn sàng để đến tiến đến kết hôn. Thì phải mua tả kỹ nào, sẵn sàng để kết hôn là phải tả kỹ cho chương trình biết là anh muốn tìm người như nào, từ ngoại hình, tính cách, công việc, quê quán. Đầu tiên là về ngoại hình thì em nghĩ là sẽ hơi gắt nhau một chút xíu, tại vì vì nó cũng là mang tính chất nhưng nó hơi ảnh hưởng tới công việc của em một xíu. Thì bạn nữ chắc phải tầm từ 1m58 trở lên, có màng một chút,
và cái điều ưu tiên hàng đầu là bạn phải có độc lập về bản thân, độc lập trong cả công việc và mọi quyết định của bạn, chứ em không muốn một bạn nữ mà là quá phụ thuộc vào mình. Còn về quê quán thì em nghĩ là nếu ở thành phố thì càng tốt, còn nếu không thì có thể xa hơn, thậm chí là Hà Nội thì cũng ok, không sao. Được không? Chắc chắn rồi. Dạ được. Ta có thể yêu sai được đúng không? Dạ được ạ. Dạ. Và cái bạn nữ đó cũng sẽ phải luôn luôn là chia sẻ và thấu hiểu trong cái công việc của em. Là bởi vì công việc của em nó sẽ có một số cái để tiếp xúc với đối tác khách hàng. Và em nghĩ là nếu như thật sự là em luôn biết mình sẽ phải làm gì, và em cũng sẽ là luôn luôn chia sẻ với bạn nữ để tạo cho bạn cảm giác an toàn. Rồi nãy em nói là em khá yêu cầu cách cao và ngoại hình, là ngoài cái chiều cao ra thì em mong muốn bạn gái như thế nào nữa, và cái kiểu xì tai em thích đó, giống như ai? Dạ thì lúc trong cái giấy em có ghi thì em ghi thì xong em thấy nó cũng hơi sai. Bởi vì em thích chị siêu mẫu Thanh Hằng á. Dạ, lý do gì thích chị này? Dạ em thấy chị tới bây giờ chị rất là độc lập về mọi thứ. Chị là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, luôn luôn tự quyết đoán, thì mẫu hình tượng của em sẽ giống như kiểu tính cách đó. Chứ nếu được như chị thì quá tuyệt vời. Rồi, em thích một cô gái độc lập mạnh mẽ đúng không? Ngoại hình thì cũng ok. Rồi về cái công việc của bạn gái thì em có yêu cầu gì không hay như thế nào? Dạ em nghĩ thì em chỉ cần bạn có một công việc ổn định là được, chứ em không quá yêu cầu bạn sẽ làm gì. Bởi vì em nghĩ nghề nào cũng là nghề tốt, mình cũng làm kiếm được tiền chân chính là được. Nếu như bạn ấy cũng làm nghề thật giống em thì có được hay không? Em nghĩ là nếu như vậy thì cả hai đứa sẽ có sự đồng cảm hơn, thì em nghĩ là sẽ tiến đến lâu dài hơn. Rồi, ok. Cái này là sự đoàn của mình dẫn chương trình là sai. Dạ vâng, đã từng, mặc dù em là ca sĩ, nói khi phỏng vấn trả lời rất là nhanh, nhưng mà đã có một lần em làm về MC thì chương trình nó hơi gặp vấn đề. Có vẻ là em không phù hợp với việc nói kiểu dẫn chương trình. Em phù hợp hơn với việc hãy chỉ cho em hát thôi và cho em nói. Rồi, có điểm gì ở cô gái mà em không thích không? Dạ em thì nếu như mới lần đầu gặp mặt thì chắc là sẽ chưa có loại được những cái điểm xấu đó. Em nghĩ là cần phải tiếp xúc một thời gian. Còn thì... có điểm gì ví dụ đã tiếp xúc rồi mà em sẽ không thích không? Chắc là hơi nhỏ hơi nhỏ một chút. Cái điều đó là điều rồi. Còn gì nữa không em? Còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không? Ngoại hình có cái điểm gì mà anh nhìn thấy không thích luôn? Đoạn luôn. Dạ thì chắc là hơi tròn người một chút thôi, tại vì bản thân em ngày xưa cũng là một người tròn rất là mập, mà em đã cố gắng để giảm cân được, thì em nghĩ bạn nữ mà không làm được thì cũng hơi coi như là thích các cô nào mà dáng mình dây siêu mẫu một tí. Chứ nhìn mặt phát là tụt mút ngay. Đấy, thì nói rõ không là anh này chuyên gia ghét các cô gái mập đấy. Rồi, ok, còn khoảng gì nữa không? Có một cái mối tình nào mà anh ấn tượng sâu sắc nhất mà không bao giờ quên? Đấy, chỉ luôn đến tỏ tình mà. Dạ thật ra thì cái vụ tỏ tình trước đám đông là lúc đó em học năm nhất đại học. Lúc đó em vừa thi vào trường Đại học Vương ở khoa quản trị kinh doanh. Thì năm đó là em có để ý một bạn nữ. Và khi đó thì bạn nữ đó cũng quen với một bạn khác ở cùng quê. Bạn đó ở Khánh Hòa. Thì hai bạn đó rất là thân. Và cái bạn nam đó đã từng đeo đuổi bạn nữ đó rất là lâu rồi mà chưa được sự hồi đáp. Thì em biết được điều đó và đúng ngày sinh nhật của bạn đó trước khoảng 2 ngày. Thì em lập tức em tổ chức một cái buổi gọi là tỏ tình trước lớp gần đến ngày 14 tháng 2. Thì em tỏ tình trước lớp luôn. Thì bạn đó chấp nhận. Thì cả lớp em rất là ngưỡng mộ là vì em là người đầu tiên dám làm điều này. Chỉ có được những người thôi. Chia tay thì dạ, chia tay vì cái bạn đó thì một số cái mâu thuẫn gia đình thì tư tưởng với hai bên gia đình. Tại vì hồi xưa thì em cũng còn vì em thương mẹ em quá, cho nên đôi lúc thì con trai thì theo mẹ mà, thì đôi lúc thì mẹ muốn em chọn một người tốt hơn, cho nên là mẹ cũng phản đối em rất là nhiều. Rồi bây giờ là mẹ em có đưa ra tiêu chuẩn gì cho con dâu tương lai không?
Dạ hiện tại thì cả hai là em đều cho em tự quyết định tại vì em đã lớn. Nếu mà tham gia là có mời được cả ba mẹ đi cùng không? Dạ cái này thì hơi khó, tại hiện tại là cả ba bà mẹ cũng rất khó để có thời gian để đi với em. Bởi vì ba em có công việc riêng, bà mẹ cũng có công việc riêng và hiện tại là cũng không có ở chung thường xuyên. Bởi vì là cũng đã lên rồi. Thì hiện tại nếu đi chỉ có thể là có một số người bạn cô và chị hai của em thôi. Cả em cũng là chị. Ok, rồi được rồi, cảm ơn Bảo ha. Thì có thông tin gì chung trình sẽ báo cho em, cũng như có được trường hợp sẽ báo cho em ha. Rồi, anh xuống dưới rồi. Rồi, anh thấy không?